Tam đảo Vĩnh Phúc, ba đỉnh núi cao như thiên đường. Tam đảo trong tiếng Việt có nghĩa là ba hòn đảo, mặc dù nó không nằm giữa biển, mà ở vùng núi giữa Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Sở dĩ Tam đảo có ba đỉnh núi cao chót vót, tựa như ba hòn đảo ngàn mây chảy giữa trời. Tên các đỉnh là Bàn Thạch cao 1.388m, Thiên Nhị cao 1.375m và Phù Nghĩa cao 1.400m. Tam đảo là một điểm đến yêu thích của người Việt Nam bởi thời tiết độc đáo, khung cảnh hoang sơ và hành trình núi cao, quanh co để đến nó. Khu du lịch Tam đảo thuộc thị trấn Tam đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đây khi người Pháp tìm thấy thị trấn này, họ đã ngay lập tức xây dựng ở đây khoảng 200 lâu đài, biệt thự, khu nghỉ dưỡng và sân chơi. Hiện nay, các công trình cũ không còn nhiều. Khu du lịch Tam đảo được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh nên có khí hậu mát mẻ, kết hợp với cảnh sắc thiên nhiên vừa thơ mộng, vừa huyền ảo đem lại cho du khách nhiều cung bậc cảm xúc. Địa điểm du lịch tâm linh. Đền Bà Chúa Thượng Ngàn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Tam đảo. Nơi đây thu hút du khách hàng năm đến không chỉ để cầu khấn mong một năm bình an, hạnh phúc mà còn để thưởng thức cảnh sắc tuyệt mỹ. Từ đền bà nhìn xuống, Tam đảo hiện lên chẳng khác gì cao nguyên chìm trong màn sương trắng đầy bí ẩn và trữ tình. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên là một trong ba thiền viện lớn nhất Việt Nam, được xây dựng kế bên khu di tích Tây Thiên cổ tự. Nơi đây Phật giáo được đào tạo một cách hệ thống và là nền tảng để đẩy mạnh giao lưu Phật giáo với các nước bạn. Đây cũng là một trong những hành trình Phật giáo lớn nhất phía Bắc. Nằm ẩn mình sâu trong lòng núi rừng, thác Bạc hiện lên thật sinh động với hình ảnh dòng nước nhỏ chảy từ khe núi trên cao len lỏi qua các vòm cây rồi đổ xuống chân thác. Nhà thờ đá cổ Tam đảo. Nhà thờ đá cổ Tam đảo được xây dựng từ năm 1906 ngay đường lên núi Thiên Nhị. Ban đầu, đây chỉ là mô hình nhà sàn lợp lá được người Pháp dựng lên. Mãi đến năm 1937, nhà thờ mới được xây dựng kiên cố lại bằng đá, theo lối kiến trúc Gothic điển hình. Và để thưởng thức trọn vẹn cảnh đẹp ngoạn mục thì đến cổng trời Tam đảo là lựa chọn hoàn hảo nhất. Vì nằm ở một vị trí cao trong thị trấn nên khi đứng ở cổng trời, bạn có thể xoay lưng bốn phương, tám hướng và ngắm nghía trọn vẹn vẻ đẹp say lòng của thị trấn trong sương này. Nếu bạn chưa biết Tam đảo ở đâu chụp hình đẹp thì Cầu Mây là một lựa chọn lý tưởng. Tại Cầu Mây, bạn sẽ được thưởng ngoạn trọn vẹn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ bên cạnh các áng mây lững lờ trôi mang về hàng triệu bức ảnh tuyệt đẹp. Khi đến du lịch ở bất kỳ một vùng đất nào, ẩm thực thường là yếu tố nhất định phải được khám phá. Ẩm thực ở mỗi vùng du lịch đều có nét đặc sắc riêng, góp phần làm nên sự riêng biệt của vùng đất đó. Kết hợp tham quan cảnh quan với tham quan tìm hiểu về văn hóa và đời sống của người dân bản địa, đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm vô cùng thú vị trong chuyến du lịch của bạn. Được mệnh danh là Đà Lạt ở phía Bắc, Tam đảo sở hữu một thuận lợi lớn với thời tiết mát mẻ quanh năm. Mỗi mùa của Tam đảo sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm và cảm nhận rất riêng. Tam đảo luôn có nhiệt độ thấp hơn Hà Nội, vì vậy, mùa hè, đây là địa điểm thuận lợi để mọi người đi du lịch, tránh cái nóng gay gắt của thủ đô. Vào mùa đông, nơi đây mang đến một vẻ đẹp lãng mạn và trầm lắng với những đám sương mù dày đặc, phủ kín cả đất trời.